Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa biệt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất cả một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này, nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bờ, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bờ một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi hai quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Bát đĩa là không liên quan anh em nhé. Này, bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé. Còn quân vị là không liên quan rồi, tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn. Này, đĩa này soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đó, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy nó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ này anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này. Anh em đã sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung hai này, chắn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, một vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên ở đấy. Đây, cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này. Vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm vào vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhé. Quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi có một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhớt, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhé, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này. Vẫn là chắn này. Có chắn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chắn có lẻ thì máy nó mới bắt được
con vơi rơi quân vị và nó thu được tiếng rơi quân vị, nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này, sấp đôi tôi sóc tiếp này. Cái này chèn vị đề vị máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét cái đầu rồi. Nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nè này anh em này, vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này. Trong vị đề vị máy để báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng tiếp đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em nào ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ tiếp đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào tất cả các anh em, hôm nay công ty Cầu Bịp bên mình xin tiếp tục làm video để giới thiệu tới cho các anh em về cái những mẫu mã bát tàng hình hiện đại nhất của cái năm 2020 hiện nay. Đấy, nói về bát tàng hình thì chắc anh em trong nghề không còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng mà hôm nay cái video này mình sẽ gửi đến cho anh em về một loại bát tàng hình đẳng cấp nhất trong tất cả những cái loại bát tàng hình vừa qua. Đấy, những cái mẫu mã bát có rất là đa dạng tùy theo địa phương anh em thích làm bằng cái chất liệu gì, ví dụ là hoa này, bát hoa này, bát sành này, bát sứ, hoặc là những cái mẫu bát khó làm như bát nhựa, bát phít, kể cả là những cái bát inox nhà mình đều có thể làm được hết cho anh em nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới cho anh em về một loại bát tàng hình 2020 có thể chống được tất cả những cái khó khăn ở trong sòng trong sới, ví dụ như là những cái thợ thuyền này ở trong sòng sới, thường thường là người ta sẽ kiểm tra bát bằng những cái kiểu như là khò lửa này, bôi cái phấn rôm bút dạ vào trong lòng bát để đảm bảo là có bát tàng hình nó bị mờ đi cái khói cam. Nhưng mà với hiện nay với công ty mình đã cho ra đời được cái bát mà có thể là kể cả là những cái thầy thợ là khó tính nhất. Đấy, chống lửa anh em nhá, chống nước đấy, bát cho vào nước nóng đun sôi nhưng mà mang ra vẫn đánh được ok đấy. Thì để đáp ứng cho những anh em nào mà phù hợp với anh em mà đánh đồi đánh núi này, hoặc là anh em đánh ở trên tàu trên thuyền, làm được ra những cái bát có thể chơi được trong vòng 5 đến 10 tiếng đấy, vượt bỏ xa những cái bát ngày xưa nó chỉ đánh được 1-2 tiếng là hết pin rồi anh em nhá. Bát này là bát đẳng cấp nhất rồi đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng loại mẫu bát một anh em nhá. Loại thứ nhất là cái loại bát đánh từng trường, là cái bát tự động, vẫn giống như cái bát tự động ngày xưa, nhưng mà những cái ưu điểm mới nhà mình mới làm ra đấy, nhấn mạnh anh em là bát pin, tuổi thọ của pin này rất là lâu, đánh được trong vòng 5 đến 10 tiếng này. Đấy, thứ nhất này. Thứ hai là chống lửa chống nước anh em nhá, anh em link cửa hàng mình có thể kiểm chứng, chống lửa chống nước này,
Thứ ba là đập ra là không tan tích gì anh em nha. Bát là bát vô tan, đập ra là chỉ vỡ thành như kể cả vỡ trôn. Hạt tan nó siêu nhỏ chỉ bằng hạt đậu thôi. Đấy, thầy thợ khó tính nhất cũng thể nào mà phát hiện được. Đây là một cái bát bịp anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em từng cái loại bát, giới thiệu cho anh em từng loại bát một này. Thứ nhất đó chính là cái loại bát trắng, bát đường trường này. Đấy, chỉ cần cái sóc xong đặt xuống nhà máy sẽ báo về anh em này, cực kỳ là nét luôn này. Đấy, cái sóc xong đặt xuống là nó sẽ báo về. Đấy, để anh em lưu ý nhá, với cái loại bát mới của cái năm 2020 này thì anh em ở ngoài làm kỹ thuật cầm điện thoại thì có thể là cách xa được tầm 50 mét. Đấy, ngày xưa chỉ được 10 đến 20 mét thôi, nhưng bát bây giờ kể cả là anh em đánh ở trên rừng này, nó ngồi trên cây cách chỗ anh em đánh tầm 50 mét là vẫn báo về được cho anh em nhá. Đấy, đó là cái ưu điểm mới này. Đấy là cái bát thường này. Thứ hai đó là cái bát khiển. Đấy, cái bát khiển là như nào, nó là phù hợp cho những em nào mà đánh ở công ty công sở. Đấy, những cái nó là bát đánh rất là di động anh em nhá, có nghĩa là anh em để cứ để ở công sở, lúc mà anh em thích đánh thì đánh, không cần phải sạc nhiều. Đấy, khi cái sắp xong này đặt xuống này, anh em bấm khiển thì bát mới mở mắt anh em nhá. Đấy, đây cái nút khiển của nó này anh em này. Đấy, không như giống như cái bát đường tròn này. Cái bát này thì sóc cái sắp xong cũng được, lúc nào anh em muốn xem anh em chỉ cần bấm một cái thôi. Đấy, sẽ hiện cực kỳ rõ nét luôn này. Đấy, đấy là về cái bát khiển và bát không khiển. Nó khác nhau ở cái chỗ là khi cái bát thường này sóc cái có xong đặt xuống là sẽ anh em sẽ nhìn được luôn. Đấy, là anh em đánh đường trường. Còn cái bát này là do anh em đánh công sở hoặc là đánh đi đâu anh em, có nghĩa là khi anh em bất chợt đánh rồi có thể mang ra đánh anh em nhé. Đấy, bấm khiển anh em này là nó sẽ bảo vệ này. Đấy, thứ ba nữa là cái bát, nó là cái bát wifi. Bát wifi như nào là anh em có thể xem được trên trực tiếp những cái điện thoại của anh em như này. Đây, đây là cái điện thoại bình thường anh em nhé. Đấy, anh em mang bát đi đánh không cần phải người kỹ thuật, mà anh em ngồi trong ấy anh em có thể xem được trực tiếp trên điện thoại của anh em luôn, rút điện thoại ra xem cái là được anh em nhé. Này, đấy, xem trực tiếp ra cho anh em lại thoát ra xem được bình thường anh em này. Đây, tôi cách quay thử cho anh em 2-3 tiếng bạc nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ tới mình bất kể chỗ nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà mình thì có hai cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội, và cơ sở thứ hai bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó làm được tất cả trên những cái chất liệu, kể cả là những cái bát sành, bát sứ này, bát nhựa phít xanh và bát inox đều có thể làm được. Hoặc cả những em nào mà chơi tài xỉu hoặc là chơi bằng bầu cua, nhà mình đều có thể làm được vào những cái thau hoặc là những cái chén cho anh em nhé. Với cái công nghệ bát sạc không dây của cái năm 2020 này, anh em đánh không cần phải sạc bằng dây dựa gì, anh em chỉ cần đặt lên cái bệ sạc từ này là có thể sạc được rồi. Sạc trong vòng 40 đến 60 phút mà anh em có thể chơi được 5-10 tiếng anh em nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái loại bát tàng hình mới của bây giờ. Bát ngày xưa chỉ cần đánh, nó có nhược điểm như này. Bát ngày xưa đánh là tầm 1 tiếng là nó bị lóng trôn, cái trôn đít bát này ấy, gây khó khăn cho anh em là đánh rất là dễ bị lổ. Còn bát của công ty mình là làm bằng xi măng trắng, anh em đánh thoải mái, đánh 5-10 tiếng không bao giờ bị lóng đít bát. Đây, thử cho anh em cái bát ra thường này anh em này. Đấy, đây là anh em sắp đôi này, không cần phải khóa đi. Anh em nhìn vào màn hình nó thấy không, vẫn là sắp đôi này anh em này. Sắp đôi này, thử cho anh em cái bát sang cái bát khiển này nha anh em nhé. Đấy, với cái bát này là anh em đánh lúc nào anh em muốn bảo mắt được này. Đấy, khi nào mà anh em muốn soi này, anh em chỉ bấm một cái đây, tiết kiệm pin anh em. Đấy, ba trắng ba đen anh em nhé, ba đen này. Đấy,
Đây chỉ là một trong những cái rất là nhiều mẫu bát ở hiện tại bên công ty mình. Và anh em nào mà chơi những cái loại bát hoa này, hoặc là những em nào bên nước ngoài, kể cả những em bên nước ngoài nha, chơi bằng bát nước ngoài, anh em chỉ cần chụp ảnh hoặc là gửi cho mình cái mẫu bát đấy về Việt Nam, mình sẽ làm trong vòng một ngày rồi gửi sang cho anh em. Anh em nhé. Từ trắng anh em. Đấy, bát thường thường là một bộ bát có là thường thường là sẽ gồm những cái, một là cái màn, hai là bát và sạc anh em nhé. Còn khi anh em đi chơi muốn xem trực tiếp vào trên điện thoại của anh em là anh em chỉ cần bát và một cục wifi nhỏ như này em đúc ở trong người là anh em có thể chơi được ở trong màn rồi. Thì đó là những cái mẫu bát mà mình vừa giới thiệu tới cho anh em, những cái mẫu bát đẳng cấp nhất đấy, nó là cái mẫu bát tàng hình vượt qua những cái mẫu bát này, vừa xa bỏ xa những cái mẫu bát ngày xưa những cái nhược điểm của những mẫu bát đó là pin kém này đấy, ngâm lửa không được này, ngâm lửa là không được này anh em này, phấn rôm bút dạ tô vào cái là không thể không thể nhìn thấy. Nhưng mà với cái loại bát này, bát đẳng cấp như ở bên công ty mình là có thể vượt qua được tất cả những thử thách. Mời anh em lên tận cửa hàng mình, vào cửa hàng mình kiểm chứng anh em nhé. Thì giới thiệu thế thôi, anh em nào có nhu cầu thì alo thẳng tới cho mình qua số điện thoại đấy, anh em tiện đâu thì qua đó, Hà Nội và Sài Gòn anh em nhé. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đây. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đây, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi đấy. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy, tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi, tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây, tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Đây, kính áp tròng đây anh em nhé. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá. Anh em lưu ý nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá.
Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây, kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi, kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây, anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây, ở bên trong này kính 7D 7 lớp anh em nhá.